Hôm nay mùng 1 tháng 7, ngày đầu tiên lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc ra quân thực hiện xử phạt những người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe máy, xe đạp điện đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn. Tuy nhiên, trong ngày đầu thực hiện, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh mới chỉ chủ yếu là nhắc nhở để người dân biết và thực hiện, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong sáng nay, lực lượng cảnh sát giao thông của nhiều địa phương trong tỉnh đã đồng loạt ra quân xử lý việc người điều khiển xe mô tô, xe máy, xe đạp điện đội mũ bảo hiểm không đúng quy chuẩn khi tham gia giao thông. Mặc dù các phương tiện truyền thông, lực lượng chức năng liên quan đã tuyên truyền, nhưng trong ngày đầu tiên thực hiện quy định xử phạt này, rất nhiều người tham gia giao thông vẫn vi phạm và đưa ra đủ lý do. Dạ, nhà em cũng biết anh ạ. Vì là ý là dư họ mới tiền khái mà nhà em thi cũng học sinh đi viện á, đi thực tập nhà em cũng có biết cái lý. Thật sự là tôi cũng biết là phải là từ hôm nay 1 tháng 7 là mình phải tham gia giao thông là phải đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và hơn nữa là gió vội quá. Theo quy định thì người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe máy, xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm đảm bảo có đủ 3 bộ phận hay gọi là 3 lớp, bao gồm vỏ mũ, lớp hấp thụ xung động, tức là lớp xốp và quai mũ. Nếu người tham gia giao thông không sử dụng mũ bảo hiểm đủ các điều kiện trên sẽ bị xử phạt từ 100 đến 200 nghìn đồng theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, ngay trong sáng nay, ngày đầu tiên nghị định có hiệu lực, song song với lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt nhắc nhở người tham gia giao thông sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn thì rất nhiều người dân đã đi tìm mua các loại mũ bảo hiểm đúng quy định. Đối với tôi thì cảnh sát trong TV là đạt tiêu chuẩn là có 3 lớp rồi. Cũng cái lớp chỉ lớp ngoài lớp rộng lớp ba lớp cái một là đảm bảo thôi cho con này đi lên cổ trên mình thôi cho giờ cho mình không giờ cho ai cả. Tuy nhiên không phải người dân nào cũng có thể nhận biết mũ bảo hiểm thật hay hàng nhái, bởi hiện nay thị trường có rất nhiều cơ sở sản xuất bán nhiều kiểu dáng mũ. Nếu người tham gia giao thông không tìm hiểu thông tin về chất lượng các loại mũ thì khó có thể phân biệt. Tôi rất muốn thực hiện cái đúng cái chỉ tiêu thực hiện an toàn giao thông, nhưng mà để mà như phân biệt một cái mũ bảo hiểm đúng hay giả hay thật để đạt chất lượng hiệu quả đến thị trường thì chúng tôi chưa nắm được cái đang là chất lượng hay là không chất lượng cái mũ bảo hiểm cả. Chúng tôi cũng kiến nghị các cơ quan chức năng cũng nên là kiểm tra và xử lý làm cái tận gốc, tức là ở các cái cơ sở sản xuất kinh doanh các cái mũ kém chất lượng rồi các cái mũ mà lấy hàng nhái là tràn lan trên thị trường, nhất là các cái cơ sở, các cái ổ kinh doanh, nên chúng ta làm tận gốc thì sẽ đảm bảo cái chất lượng hơn. Trong sáng nay, ngày đầu ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông mới chỉ nhắc nhở tuyên truyền để người tham gia giao thông nắm bắt thông tin, chứ chưa xử phạt các trường hợp vi phạm. Nếu sau 15 ngày kể từ khi nghị định có hiệu lực, người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn thì sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo quy định hiện hành.